giá thành đang trả bán là 19 triệu một mét vuông. Xin mời mọi người cùng xem lô đất nhé. Lô đất nào có vị trí ở đây ạ? Ngõ trước nhà ô tô có thể đi qua. Ngõ trước nhà ô tô có thể đi qua. Mặt tiền của cái lô đất này là 3,9 mét và mặt hậu của lô đất này là 4,1 mét, cũng là đất nhà hậu. Diện tích 50 mét, chiều sâu khoảng 4 mét. Mọi người tham khảo. Giá trả bán là 19 triệu. Đất này đã có sổ đỏ chính chủ. Và bên em sẽ bao toàn bộ chi phí sang tên sổ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, khách hàng có nhu cầu cần thiết. 50 mét nha mọi người. Anh quay lại đi. Xung quay quanh đường xá. Đường xá dân cư rất là đông đúc. Rất là nhiều nhà cao tầng xung quanh. Vị trí của cái đất này gần, rất là gần chợ, trường tiểu học mầm non của phường Yên Nghĩa. Cách lô đất này là cách bến xe Nghĩa là 3,5 km, cách bụng binh Lê Trọng Tấn là 4 km nha mọi người. Ai có nhu cầu liên hệ chi tiết thông tin về cái lô đất này thì xin liên hệ gọi cho em Ánh với số điện thoại là 0983 013403 hoặc 088 041 444. Cảm ơn mọi người.